xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với Nghĩa Audio. Mình là Nghĩa bên Nghĩa Audio đây. Hôm nay thì quay clip này để gửi tới anh Sơn nhá. Anh có điện đến với Nghĩa Audio và bảo là anh đang cần tìm một con đẩy có thể đánh được hai cặp loa. Đây là hai cặp loa 30, có thể thừa công suất ra một chút để anh ấy có thể chơi được cho nó thoải mái. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đây anh em là một con đẩy PS Audio để đáp ứng cái nhu cầu trên của anh em, vừa đẹp bền mà lại khỏe. Ở đây hàng chính hãng anh em nhá, hàng PS Audio hàng chính hãng với mã hàng là P4800. Đối với con đẩy này thì công suất là 800W một kênh nhân 4. Có những cái nâng cấp rất là tiện lợi, như là có thể là có màn hình hiển thị này, thời gian, giờ, ngày tháng và nhiệt độ kênh. Những cái đèn nháy ở trên này nó rất là đẹp anh em nhá. Đấy, phần thiết kế logo PS Audio được dập chìm ở trên này. Đây anh em nhá. Và tiếp theo nữa là cái phần bên trong, nội thất bên trong thì rất là gấu. Bên trong này thì con này là chạy là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, chạy 18 con tụ anh em nhé. Đây, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 con tụ anh em nhé, xin lỗi anh em, 16 con tụ. Con tụ này thì nó có một cái, xem nó chạy bao nhiêu vun đây. Đây anh em nhìn rõ không? Tụ này là 80V và cái dung lượng tụ của nó là 15.000 microfarad. Số điện dung rất là lớn. Ở đây thì con này nó là chạy là 4 kênh, chạy bằng sòn Sanken anh em nhé. Sanken MN156 là một dòng sò tiếng rất là hay, đánh trường kỳ, tiếng rất là hay tiếng nhé. Mỗi một kênh này thì nó sẽ chạy bao nhiêu sò anh em mình cùng đếm nhé. Ở đây là nó đếm theo cái chở số trắng này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 này, 9 ở bên này, 9 nữa là thành 18 à. Đếm lại xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 anh em nhé. 8 nhân này, bên này 8 nữa là thành 16. 16 mà 2 tầng, tầng trên tầng dưới 32. 32 sò cộng với kênh bên này 32 sò nữa là 64 sò tất cả anh em nhé. 64 sò tất cả. Mỗi một kênh là chạy 8 sò. Mỗi một kênh là chạy 16 sò anh em nhé. Mỗi kênh chạy 16 sò, mỗi một kênh là một mặt này, 16 sò. Đó, cho anh em nắm rõ được một số cái thông tin cơ bản về dòng đẩy này. Và cái bo nguồn của nó này, bo nguồn của nó là khoảng 20 phân nhé. Nguồn đồng 100% anh em nhé. Đấy, anh em có thể xem qua. Hôm nay mình sẽ mở máy cho anh em xem. Đặc biệt là cái phần PS Audio này thì nó đã có một số cái ký hiệu cho anh em có thể phân biệt được hàng hãng và hàng không chính hãng. Ở đây có một cái chữ ký này, chữ ký của hãng PS Audio này. Đấy. Và có tem QC. QC đóng dấu chìm ở trên cái vỉ nhôm này. Đấy. Một số đặc điểm anh em có thể lưu ý. Và bây giờ mình sẽ mở lên cho anh em xem. Đấy, nó báo giờ này, giờ và ngày tháng này. Hôm nay là 19 tháng 8 rồi à? 18 tháng 9 à? 18 tháng 9 năm 2019 này. Đấy, bây giờ là 17 giờ chiều, 17 giờ 45, ô, đúng luôn. À. Và mình có thể tùy chỉnh được theo cái hai cái nút này nhé. Hai cái nút mình có thể chỉnh được ngày giờ, ngày tháng này. Được chưa? Ok, mình sẽ mở một đoạn nhạc cho anh em nghe về cái lực của con này. Hiện tại thì mình đang đấu cái bộ này qua là một con đẩy này, đưa ra 4 chiếc loa. 4 chiếc loa HZ12 bass 30. Đấy, để cho anh em đánh hai cặp loa này. Hôm qua một con vang Sansui, một bộ micro. Đấy, để thử cho anh em. Em đợi một chút nha, để mình mở một bài nhạc cho anh em nha. Em cứ suốt đêm thao thức vì em. Trong bài bốc ngay trong máu nào. Mở volume nhạc nha anh em ơi. Từng kênh một cho anh em nhé. À, kênh một này, một kênh một, cái đèn led nó hơi chói một chút anh em nhé, vì nó chói lại cái mắt camera, khó nhìn một chút nhá. Bốn kênh em nhé, lên cả bốn.
thấy không, đánh rất là uy lực luôn, đánh dã man luôn, tàn bạo luôn. Thì con này thì đối với công suất này thì nó có thể đánh được 2 cặp 40 anh em nhé, 2 cặp 40 như là 40 của loại ETC hàng bãi xịn đấy, vẫn đánh thoải mái luôn với cái con đẩy này. Và một số cái mình muốn chia sẻ với anh em là khi đấu với con đẩy này, 4 kênh như anh em vừa thấy là mình có thể đấu được 4 kênh riêng biệt như vậy, mà đằng sau này thì mình chỉ đưa ra là con vang là có 2 đường ra từ vang thôi, anh em có thể nhìn này. Đấy, có 2 đường ra từ vang thôi, nhưng mà mình có thể chia làm 4 đường tín hiệu riêng biệt luôn. Đây anh em có thể xem sơ đồ đấu này sau này. Rồi tắt đi, em xoay ra đây chia sẻ cho anh em cái cách đấu là có 2 đường tín hiệu mà có thể câu ra là 4 đường riêng biệt. Rất nhiều anh em hỏi vấn đề này nhá, anh em hãy tập trung vào đây để mình hướng dẫn cho anh em. Đây là mặt sau của con đẩy, cho anh em tiện cho anh em xem luôn mặt sau của con đẩy này luôn. 4 cái rắc này là 4 cái rắc đưa ra loa anh em nhé, em đi này 4 cái rắc sắt này này, 4 rắc sắt này đó là đưa ra loa. Đấy, rút hết rồi. Đấy, giữ đây, 2 cái nào là từ vang xuống là 2 cái nào, là cái này không phải. Rồi đây là 2 cái dây mà tín hiệu là từ vang đưa xuống em nhé, đây là 2 tín hiệu từ vang đưa xuống này. Đấy, thì bây giờ mình đấu như nào để hướng dẫn anh em đi em. Đây đưa một cổng vào một kênh này. Một cổng vào đâu? Vào kênh 1 này. Cái này là kênh 4, đây cái 2 cái 1 đây này. 1 2 bên này này. Kênh 4 này, một cái vào kênh 3 này cũng được này. Nghĩa là đưa 2 đường tín hiệu từ vang xuống, đưa vào in vào của kênh bộ 3 và kênh 4 này em nhá, kênh 3 kênh 4 này. Đó. Bắt đầu con này nó có một, trên này có để mà pen này rất là hay anh em nhá, có một cái đường line luôn. Nó ghi là CH3 link này. Anh em nhìn thấy không? Link. Đường link bên này có link 04 này. Bắt đầu mình cắm, tiếp theo là cắm từ cái đường link đấy để mình link sang 2 cái còn lại anh em nhé, rất là đơn giản. Cái này anh em xem là một cái đường mềm mình đưa vào một đường chính này, thì bên cạnh là đường line thì anh em cắm vào đường line này, cắm một đường line còn lại thì anh em đưa tiếp sang bên kênh 1 là kênh 2 này. Đấy, cắm vào kênh 2 này. Và cái đường line của kênh 3, đường line của kênh 3 này, anh em cắm vào đường line kênh 3 này, đưa về kênh 1 này. Đấy, thế là ok, 4 kênh này anh em ạ. Và nó còn dư thêm 2 đường line nữa thì anh em có thể line sang con đẩy khác, hoặc là line sang đường tín hiệu sang một cái cục công suất hay là cái gì khác cũng được anh em nhé. Rồi ok, nghĩa là nói chung là chỉ được 2 đường tín hiệu này vào, bắt đầu từ 2 tín hiệu đấy lấy 2 đường line để đấu có 2 cái kênh còn lại. Đấy, thế là ok. Đấu như thế này thì anh có thể em tiết kiệm được cái đường ra từ trên vang xuống. Đó, đường ra từ trên vang xuống. Để có cho cái tín hiệu nó đồng đều. Có nhiều con vang nó cũng có chỉ có 2 đường ra thôi. Thì trường hợp này thì áp dụng cho anh em nào mà vang nó chỉ có 2 đường ra. Nếu mà vang của anh em có 4 đường ra thì anh em cứ đấu 4 đường xuống nhá. Để mình điều khiển ở trên vang. Điều khiển ở trên vang nó được chi tiết hơn nữa, là ví dụ mình có thể cắt cốt một đường cốt riêng đưa xuống thì nó khác em nhá. Rồi ok. Cắm lại mấy cái dây loa đi để thử hát một bài cho anh em nghe. Để đấu lại cho anh em xem nhé, để tiếp tục mình sẽ hát một đoạn karaoke thôi. Để cho anh em thấy được cái chất âm của cái dòng đẩy này. Hiện tại là mình đang đấu vào 2 cặp loa anh em nhé. Đúng theo yêu cầu luôn, chơi 2 cặp loa. Đấu một con đẩy, một vang, một mic. Một bài karaoke kết nối từ điện thoại anh em nhé. Nhau, ta hối lại tình xưa.
cho anh em xong về những cái phần như vậy. Nếu anh em nào mà có nhu cầu về những cái dòng đẩy như vậy, 4 kênh đấy, để phù hợp cho anh em đánh loa gia đình, loa sân khấu bass 30-40 thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại như Euro 0934573743, 0916683477, hoặc em có thể mua hàng qua website nghiedo.com sẽ được khuyến mại giảm giá rất là nhiều anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo.